Khi đến khu du lịch sinh thái Trà Lộc thuộc xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, chúng ta sẽ cảm nhận cảnh tượng tự nhiên khá bắt mắt, khác hẳn so với những điểm du lịch khác trong và ngoài tỉnh. Bởi ngoài các loại cây rừng tự nhiên lâu năm cùng hồ sen và nhiều cá thể động vật hoang dã, khu sinh thái Trà Lộc còn có những món ăn gần gũi với cuộc sống đời thường và thấm đượm hương vị đồng quê. Thì lúc đi ngang Quảng Trị có ghé qua chỗ Tràm Trà Lộc thì nhận thấy nơi đây là phong cách rất là hữu tình, vừa có sông nước, vừa có cây cối, động vật rất là đa dạng và đặc biệt là cái tình hình an ninh rất là tốt. Thì nếu mà có dịp đi du lịch và ghé Quảng Trị thì chắc chắn là tôi sẽ ghé thăm Tràm Trà Lộc một lần nữa. Hiện nay tại khu du lịch sinh thái Trà Lộc đã có 10 cơ sở đăng ký kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát phục vụ du khách với hàng chục chòi lán nổi khá đẹp. Theo báo cáo của ban quản lý, trong dịp hè, trung bình mỗi ngày có khoảng 1.000 lượt khách đến tham quan du lịch. Riêng các ngày lễ, lượng khách tăng lên gấp đôi. Lượng khách nhiều nhất là ở Quảng Trị, tuy nhiên cũng có một số khách du lịch đến từ các tỉnh Quảng Bình, tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam và các tỉnh phía Bắc. Để đảm bảo và duy trì tốt cái hoạt động tại khu du lịch sinh thái, thì trong thời gian qua thì về phía địa phương cũng đã tạo nhiều cơ chế đối với là các hộ kinh doanh, rồi là chỉ đạo cái ban quản lý khu du lịch là trên quá trình các nhiệm vụ công việc để thực hiện tốt cái nhiệm vụ là chỉ đạo phát triển du lịch, trong đó là tập trung một là việc bảo tồn hệ sinh thái, đó là cái nhiệm xác định là đây là một cái nhiệm vụ quan trọng không phải là của ngoài lĩnh vực của nhà nước rồi và là toàn cả là cộng đồng của khu dân cư, và về lĩnh vực môi trường và để chỉ đạo các hộ kinh doanh quay quán rồi là ban quản lý làm tốt cái nhiệm vụ là phát triển về cái môi trường sinh thái. Không những có nét đẹp đặc thù mà khu du lịch sinh thái Trà Lộc còn là điểm nối giữa các tour du lịch từ thành cổ Quảng Trị đến La Vang, qua đó góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh hoạt động lĩnh vực du lịch trên địa bàn huyện Hải Lăng nói riêng, tỉnh Quảng Trị nói chung.